đời người sinh ra ai cũng muốn mình sang giàu, đời người sinh ra ai cũng muốn mình đẹp xinh, ước muốn bạc vàng nhà cao xe đẹp, nhưng đời thực tế đâu giống như ta hằng mơ. Dòng đời mưu sinh ganh ghét nhau vì chữ tiền, cuộc đời bon chen vất vả vì kế sinh nhai, cơm áo gạo tiền bốn ba sự người, chỉ mong cuộc sống sẽ có ngày tốt đẹp hơn. Tiền là chi mà sao thay đổi con người, đời người sinh ra đâu ai muốn mình số nghèo, số kiếp gian nan nhân thế luôn xem thường, cũng bởi thân nghèo có đúng cũng thành sai. Người giàu sang thường ngày khinh ghế cơ hàng, đừng vì vật chất mà đánh mất tình thân, sống ở nhân gian tình nghĩa mới lâu bền, đừng quá vì tiền mà đánh mất lương tâm. Giàu nghèo mai sau cũng trở về với cát bụi, chỉ còn tình thương với nghĩa tình cao quý người ơi. Hãy sống chân thành yêu thương mọi người, yêu thương cuộc đời, dù ngày mai có thế nào. Phận mỗi người rồi sẽ ra sao? Nhưng khi lớn lên ta sẽ cảm nhận được rằng vật chất kim tiền đã làm cho bao người điêu đứng. Ôi cuộc sống mưu sinh giữa dòng đời giàu sang thì bị gánh ghét nó tranh giành. Cuộc sống mưu sinh vì hai chữ kim tiền, nhưng phải sống sao cho lòng mình không hổ thẹn, vì kiếp con người đâu ai sống được dài lâu. Nhưng cõi trần gian nào ai hiểu được em ơi, bởi kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm. Các buổi thời gian sẽ đưa ta vào quên lãng, mà bao người còn ngủ mê trong bóng Hãy
thánh thời về sao. Anh là cây nắng cho em, anh là cỏ hoa.